Xin chào tất cả các anh em đang xem video. Thì hôm nay shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn sẽ cho anh em xem lại cái khả năng giật cành của cái bộ sào đang sản xuất ở shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn. Thì hôm qua ngẫu nhiên thì chúng tôi đi bẫy cu thì có phát hiện được trên cái cây này nó có một cái cầu cầu tử. Nghĩa là một cái cành cây nó vừa đúng y vị trí nằm cầu tử và có cái tầm gãy quắn ở trên rất là đẹp. Hôm nay quyết định quay trở lại là giật nó xuống để về làm cầu tử. Nếu mà không làm cầu tử thì làm cầu gắn trong lòng là cũng rất là ok. Thì trước mắt anh em đang là hai cái mẫu sào, sào 5m, đây là 5m thường, không có ốp đồng. Anh em có thể thấy là đồng rất là dày, nhôm rất là dày ha. 5m 5 lóng, nghĩa là mỗi lóng 1m, thì khi kéo ra anh em còn lại khoảng 4m8, 4m7. Còn đây là 5 lóng có ốp đồng, hàng này thì hàng VIP, nó mắc tiền hơn. Có ốp đồng hay không có ốp đồng thì chất lượng nhôm là như nhau. Ngàm khóa ở trong là như nhau nhé các anh em. Khi bán hàng cho anh em thì chúng tôi bảo hành cho anh em cái ngàm khóa ở trong là 1 năm nha. Sào của chúng tôi ở đây rút ra rút vô rất là mượt mà. Cái phần ốp đồng này nó mắc tiền hơn nhiều, là lý do là nó mắc hơn ở cái phần đồng này. Thứ nhất là phần đồng, thứ hai là phần công. Nếu anh em nào có cái điều kiện kinh tế tài chính mà thoải mái á, thì mình quất luôn cái cây ốp đồng, bởi vì người xưa người ta thường nói là một lần tốn thì bằng 4 lần không. Nhiều anh em là mua cái cây không có ốp đồng, lúc sau chơi lại thấy nó không đẹp, không có xa xỉ bằng người khác, thì lại tiếp tục nâng cấp lên cây ốp đồng để nó lại tốn thêm tiền thôi, thế thôi. Đây là cái cây, đây là cái bộ nhôm của nó gồm là 6 khúc. Anh em có thể thấy nhôm này là đều là nhôm 1 ly rưỡi hết ha anh em ha. Do đó là nhôm rất là dày, cho nên là khi bán cho anh em thì chúng tôi là sẽ bảo hành cho anh em cái ngàm khóa trong 1 năm. Có 2 phiên bản ốp đồng và không ốp đồng. Chúng tôi bán từ loại là 4m, 5m, 6m, 7m và 9m. Riêng cái 9m và 7m thì không có ốp đồng nha. Còn lại 5m, 6m, 4m thì đều có ốp đồng và không ốp đồng. Thì các anh em có thể lựa chọn theo cái ngân sách của mình. Thì hôm nay tôi sẽ chọn cái cây 5m không ốp đồng này để giật cành cho anh em xem. Cái bộ sản phẩm khi bán như thế này chúng tôi sẽ tặng cho anh em cu lim và cái áo đeo như thế này. Còn nếu anh em nào không có nhu cầu lấy cu lim áo đeo thì chúng tôi sẽ trừ thêm tiền lại cho anh em nha. Bây giờ là sẽ là clip giật cành, mời anh em theo dõi nha. Đây, khi nhìn từ phía mặt đất lên thì cái này nó nằm ở cách mặt đất khoảng tầm 4m, cho nên là chúng tôi hôm nay chọn cây sào 5m để thực hiện clip này là quá ok đó. Anh em thấy chưa, cái cầu này nó cong mà nó còn có thêm là tầm gãy quấn vô nữa. Cái này nếu mà về mà háp vô lụp thì rất đẹp, hoặc nếu không sử dụng trong lụp thì chúng ta cũng có thể sử dụng để làm cầu đậu cho cu ở trong lòng, nhìn nó rất là đẹp. Mấy cầu này nhìn nó đẹp. Chúng tôi sẽ thực hiện giật. Đầu tiên chúng ta phải chọn cái vị trí để giật, có thể là vị trí chúng ta chọn là ngay vị trí này thì giật như thế này nó sẽ đổ hết cả tàn này xuống và chúng ta lấy gọn rất là dễ. Đây, cu lim của tôi đang móc tới đúng vào cái vị trí cần giật. Chắc có lẽ là tôi sẽ cố định cái máy lại kia rồi mới giật được, bởi vì có một người quay một tay thì không thể vừa cầm máy mà vừa giật được, thế thì nó rất là khó.
Đấy, anh em thấy rất chi là đơn giản ha, cái tàn gãy luôn rồi ha. Rồi bây giờ là nó rớt xuống tới tầng tầng lá ở bên dưới này rồi, rất là đẹp. Nó bắt đầu rớt xuống. Đây, chúng ta sẽ tiến hành lại xem. Rất là nhanh, anh em thấy ha. Chỉ cần giật vài cái. Với cái lợi thế từ cái cu lim này là nó làm có răng, cho nên là giật rất là nhanh. Đây là cái thành phẩm của chúng ta à. Bởi vì cái cu lim này á, nó có thiết kế cái răng này nó rất là bén nè, anh em cẩn thận đó, dễ đứt tay nè, cho nên là giật cành rất là nhẹ. Nó cọ vô đây là giống như cái cưa vậy, có răng cưa à. Trên cái tàn này là có thêm là cái tổ chim cu trên đây nữa chứ. Tổ này giống tổ cũ rồi. Anh em thấy không, cái tàn đã chưa. À, quay nhỏ lại cho anh em xem đó. À, vừa nãy là chúng ta là à, cái kỹ thuật giật cành thì anh em cũng lưu ý luôn đó. Cái kỹ thuật giật cành là mình cũng lưu ý luôn. Đầu tiên á, là mình phải đưa cái răng cu lim này vô đây, mình khứa nó ở vị trí này đó, cho nó có dấu nè. Anh em thấy chưa, để tôi gỡ cái cu lim ra để hướng dẫn anh em cho nó dễ. Đầu tiên là mình đưa cái cu lim vào đây, mình giật vài phát nè. Anh em thấy cái dấu khứa của cu lim không? Nó khứa nè, đứt cả cái dây này luôn, khứa xuống đây đó. Và kế đến thì anh em chỉ cần đưa cái đầu cu lim qua đây, móc vào vị trí ở phần ngọn này, chúng ta chỉ cần rị xuống là cành cây nó sẽ tự đổ luôn đó. Tốn rất là ít công sức và nhanh đó. Thấy chưa, cái này mà tiện lại thành cầu cu thì tuyệt vời nè. Cái này là anh em thấy chưa, sần sùi rất là đạt yêu cầu luôn nè đó. Thấy chưa đó. Vừa y cầu cu luôn 30 nè. Còn cái phần trên ngọn này thì chúng ta có thể là cho gắn vào lòng đậu hoặc tiết kiệm, nếu mà ấy thì làm được thêm một cầu cu ở đây nữa nè. Nó cắt từ đoạn này qua đây thì thêm được một cái cầu nữa nè. Rồi, ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã xem video. Đó, có nhu cầu mua hàng thì anh em cứ liên hệ số điện thoại đó, của shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn. Chúng tôi sẽ giao hàng toàn quốc. Về phần bảo hành thì chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em là 1 năm ngàm khóa bên trong nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.